Chào mừng quý bà con cùng các bạn. Chủ đề ngày hôm nay là cách chăn nuôi lợn thịt lớn nhanh, rút ngắn thời gian như thế nào. Hầu hết quý bà con cùng các bạn ai cũng mong muốn chăn nuôi lợn thịt đạt được mục tiêu là phải tốc độ lớn nhanh, rút ngắn thời gian và giảm được chi phí tối ưu về lợi nhuận. Hầu hết chúng ta chưa có cái cách để tối ưu từng phần. Tôi sẽ chia sẻ với 5 bước để giúp cho quý bà con đạt được mục tiêu lợn lớn nhanh và rút ngắn được thời gian. Và ngay bây giờ tôi sẽ giúp cho quý bà con từng bước để chúng ta biết cách thực hiện. Bước số 1, chúng ta về yếu tố về chuồng nuôi. Đối với chuồng nuôi lợn thịt hay gọi là lợn thương phẩm, phải đáp ứng được 2 cái tiêu chí lớn nhất, đó là gì? Ấm về mùa đông và mát về mùa hè. Và một yếu tố rất quan trọng là đảm bảo yếu tố vệ sinh, đó là về chuồng nuôi. Bước số 2 là chúng ta phải đáp ứng được về con giống. Con giống đối với mục tiêu với lợn thịt thì đề nghị quý bà con chúng ta phải tuân thủ việc chọn con giống. Về con giống chúng ta phải đáp ứng được một cái tiêu chí hết sức khắt khe, đó là độ đồng đều. Khi chúng ta có cái sự đồng đều thì việc chăm sóc nuôi dưỡng, quản lý đàn sẽ rất dễ dàng so với chúng ta. Việc sai lầm lớn nhất ở khâu này chúng ta không nên bỏ qua. Nếu quý bà con và các bạn tự sản xuất ra con giống thì chúng ta loại ngay những cái con không đảm bảo yếu tố nuôi thịt. Vì có thể chúng ta có thể loại bỏ những con mà quá kém thì không nên đưa vào nuôi thịt. Thì loại ngay từ đầu để không ảnh hưởng việc phát triển sau này. Tránh tình trạng là trong đàn có một số con bị còi cọc. Thì chúng ta khi tiến hành nuôi những con còi cọc này là nguy cơ làm mất đi phần lợi nhuận của quý bà con. Đó là lưu ý về con giống là độ đồng đều. Tôi có thể nhắc lại đây là độ đồng đều là số 1. Bước số 3 là về thức ăn. Thức ăn đây quý bà con và các bạn nên lựa chọn thức ăn sao cho phù hợp với từng giai đoạn. Và chúng ta phải nên nhớ thức ăn ở đây phải đảm bảo yếu tố về chất lượng, không nên tham rẻ để ảnh hưởng về việc phát triển cái đàn lợn của quý bà con sau này. Bước thứ 4 đó là về nước uống. Nước uống ở đây phải đáp ứng được là hợp vệ sinh, không bị ô nhiễm dẫn đến tình trạng gây ra các cái bệnh đường tiêu hóa cũng như khả năng hấp thu thức ăn. Bước số 5 đó là kỹ thuật nuôi với cái mật độ làm sao cho nó phù hợp. Tôi ví dụ nếu lợn dưới 35 cân thì chúng ta tạm tính là 1 mét vuông 2 con. Nhưng đối với lợn trên 35 cân thì 1 mét vuông trên 1 con. Như vậy là cái mật độ nó cũng sẽ ảnh hưởng đến việc sinh trưởng và phát triển của cái đàn lợn của quý bà con. Và đặc biệt ở đây ta sẽ phải phân lô để đảm bảo sự đồng đều ngay từ ban đầu. Đấy là việc con giống. Kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng ở đây chúng ta phải đảm bảo rằng cái thức ăn đáp ứng tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ xây dựng khẩu phần ăn sao cho phù hợp với cái đối tượng nuôi của mình cho từng giai đoạn. Và thông thường quý bà con chăn nuôi thường hay ở cái quy mô lớn, quý bà con thường hay sử dụng cái máng ăn tự động. Và chúng ta cũng dễ lạm dụng cái máng ăn tự động này. Ở phần này tôi muốn chia sẻ với quý bà con là gì? Nếu chúng ta cho ăn máng tự động thì chúng ta nên sử dụng cho ăn theo cách là có kiểm soát. Vậy thì cách kiểm soát ở đây là gì? Trong quá trình chăm sóc nuôi dưỡng, chúng ta phải chủ động lên khẩu phần cho từng giai đoạn sao cho phù hợp của cái đàn lợn của quý bà con. Và ở đây tôi biết đa số quý bà con chăn nuôi số lượng lớn là sử dụng máng ăn tự động. Nhưng tôi muốn lưu ý ở cái phần này, chúng ta vẫn cho ăn tự động, tuy nhiên đây là cho ăn theo cái cách có kiểm soát. Tôi ví dụ một đàn lợn một ngày ăn hết 10 kg thức ăn mà chúng ta là đổ cả một bao là 25 kg cho ăn tự động suốt ngày đêm như vậy thì cái việc kiểm soát rất khó khăn. Chúng ta sẽ không biết là cái khẩu phần ăn có hết hay không. Thì ở đây vui lòng ví dụ một ngày 10 cân quý bà con sẽ cho lên cái toa cái máng ăn tự động đó là đủ 10 cân. Cuối ngày vui lòng kiểm tra lại cái thức ăn ở đó có được ăn hết hay không. Cuối ngày chúng ta có thể kiểm soát được cái lượng thức ăn. Nếu ăn không hết mặc định chúng ta biết đó là đang có vấn đề. Đấy là cái cách mà cho ăn có kiểm soát. Và cái nhược điểm cho ăn máng tự động đó là không có kiểm soát
thì cái cám mà chúng ta đổ ra thì nó dẫn đến là gì? Không ăn hết nó bị hút ẩm, đặc biệt trong giai đoạn nồm ẩm. Như vậy nó sẽ làm cho cái ẩm ở trong cám nó tăng lên thì rất dễ gây ra nấm mốc mà gây ra một số cái bệnh tiêu chảy. Như vậy chúng ta lưu ý ở đây từ khóa là gì? Cho ăn tự động có kiểm soát. Đó là cái việc chăm sóc nuôi dưỡng và định kỳ kiểm tra trong thời gian một ngày cũng như là trong quá trình nuôi về tình hình dịch bệnh cũng như là khả năng tiêu hóa. Và một điều lưu ý ở đây, chúng ta không được bỏ qua cái bước đó là tẩy giun theo định kỳ 2 tháng một lần. Thế như vậy thì nó đảm bảo cái yếu tố về các cái con ký sinh trùng sẽ không bị chiếm đoạt những cái dinh dưỡng của những con lợn của quý bà con. Như vậy có thể nói rằng ngoài ra nữa còn một cái yếu tố khác, chúng ta có muốn tốc độ lớn nhanh hơn thì chúng ta có thể bổ sung một số cái dinh dưỡng có chứa được cái đa vi lượng mà trong cái thành phần cám chúng ta còn thiếu hoặc là chưa đáp ứng được thì nó hoàn thiện hơn để giúp cho cái đàn vật nuôi chúng ta được lớn nhanh hơn. Lớn nhanh hơn thì sẽ giúp cho cái việc rút ngắn được cái thời gian mà quý bà con chăn nuôi, thế tối ưu được cái lợi nhuận. Tôi xin phép được khái quát lại về cái 5 bước như sau. Bước số 1 đó là yếu tố về chuồng nuôi. Bước số 2 đó là yếu tố về con giống. Bước số 3 đó là yếu tố về thức ăn. Và bước thứ 4 là về nước uống. Bước số 5 đó là kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng. Ngoài ra quý bà con cũng có thể bổ sung một số cái bột dinh dưỡng như tôi đã gợi ý ở trên. Với cái 5 bước này, nếu quý bà con thực hiện đúng đủ theo đúng cái quy trình này, chắc chắn rằng chúng ta sẽ đạt được cái hiệu quả nuôi lớn nhanh và sẽ rút ngắn được cái thời gian trong quá trình nuôi lợn thịt của quý bà con. Như vậy chúng ta chỉ cần thực hiện 5 bước trên. Và trong ngày hôm nay tôi cũng đã đi phỏng vấn một khách hàng của tôi. Qua quá trình sử dụng cái bột dinh dưỡng mà do chúng tôi cung cấp thì kết quả mang lại là rất là khả thi. Thì sau đây tôi sẽ mời quý bà con xem lại cái đoạn phỏng vấn của tôi với cái khách hàng của tôi. Thì thông qua cái phần này thì để giúp cho quý bà con có thể lựa chọn làm sao cho nó phù hợp và đạt được cái mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận hay là phải có tiền trong quá trình chăn nuôi. Xin chào em. Hôm nay là anh có cái dịp qua thăm cái việc chăn nuôi của gia đình nhà mình. Vừa rồi em cũng đã có sử dụng cái bột dinh dưỡng của bên anh, thì em có thể cho quý bà con cùng những các bạn xem trên cái chương trình của người chăn nuôi ngày hôm nay. Thì em cảm nhận và cách sử dụng thế nào em sẽ giúp cho quý bà con để được biết. Từ khi mà em biết được cái sản phẩm này thì em cũng cho lợn ăn thì em thấy rất là hiệu quả, bởi vì con lợn là tiêu hóa tốt, ăn ngủ khỏe, đỡ bệnh tật, đỡ ốm đau bệnh tật mà tăng năng suất hơn, rút ngắn thời gian so với lúc mình chưa chăn. Ngoài ra nữa thì em có thể chia sẻ phần chi tiết hơn là cái cách trộn cái bột dinh dưỡng này. Cách trộn thì cứ một gói đấy nó là 100g à. Thì em trộn vào 2 bao cám, trộn đều. Cứ chia vào mỗi một gói là 2 bao cám. Và cái thời gian mình chăn từ thời gian nào? Nói chung là lợn em cứ trộn từ tầm độ 40-50 cân thì là em trộn. Cái giai đoạn kia thì em hay trộn kháng sinh nhiều. Thế còn từ lúc 40-50 cân thì em lại trộn xong mà cứ nghỉ được mà em lại trộn. Lúc nào em trộn kháng sinh thì em lại nghỉ nó. Xong là hết cái kháng sinh thì đến thời điểm ấy thì em lại trộn sang cái dinh dưỡng này. Em có thần chia sẻ nhắn nhủ gì với người chăn nuôi và như thế nào để cho bà con được biết? Thì em cũng mong là mọi người chăn nuôi như em là cũng nên dùng cái sản phẩm này, bởi vì từ khi em biết được sản phẩm này là em thấy nó rất hiệu quả, từ đấy là không bao giờ em bỏ nữa. Mà em cũng chia sẻ cho anh em bạn bè là ai cũng chăn cũng thấy đều khen là tốt. Với cái khả năng tăng trọng so với lúc mà chưa chăn ấy thì em cảm nhận thế nào? Nó tăng trọng hơn đấy, nó lớn hơn này ạ. Lớn hơn là so với mình chưa chăn, rút ngắn được thời gian. Và thích nhất là nó cũng hạn chế tiêu chảy cực luôn. Tiêu hóa tốt, ăn ngủ khỏe, thì là thích rồi. Bệnh tật là nó ăn khỏe thì nó lại đỡ bệnh tật. À,
thấy nhàn, từ lúc mà có ở đấy là thấy chăn lợn ở nhà. Rồi ok, cảm ơn em đã có cái lời phỏng vấn ngày hôm nay. Vừa rồi tôi đã chia sẻ những cái kiến thức liên quan về cái kỹ thuật làm thế nào để nuôi lợn lớn nhanh, rút ngắn được thời gian, và thông qua những cái phần phỏng vấn với khách hàng, rất mong nhận được những cái lời phản hồi thông tin từ quý bà con và các bạn. Và tôi hy vọng rằng quý bà con và các bạn cũng có thể chia sẻ cái video này cho với nhiều người khác được biết. Nhớ là chia sẻ cho nhiều người khác để có cơ hội được cùng tìm hiểu về các kiến thức về chăn nuôi. Và nhớ đăng ký vào kênh của tôi để tôi có cơ hội tiếp tục chia sẻ với bà con thêm nhiều kiến thức khác. Và quý bà con đừng quên đặt câu hỏi, bất kỳ một câu hỏi nào cho lĩnh vực về chăn nuôi thú y mà tôi biết, tôi sẽ giúp cho quý bà con. Và cái phần nào chưa biết, tôi sẽ tìm bằng mọi thông tin để giúp cho quý bà con hoàn thiện về chăn nuôi của mình hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý bà con.